Khi Châu Nhuận Phát, Thành Long chỉ được gọi là đại ca, thì Châu Tinh Trì đã được tôn là Tinh Gia, cũng đủ để nói lên tầm ảnh hưởng của người được mệnh danh là vua hài của châu Á. Trong số những tác phẩm của Châu Tinh Trì, đỉnh cao phải kể đến Tuyệt Đỉnh Cung Phu, một phim điện ảnh old but gold đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ khán giả. Phim ra mắt vào cuối năm 2004 với kinh phí 20 triệu đô la Mỹ nhưng đã mang về doanh thu 100 triệu đô. Không biết con số như nào là thành công, nhưng thành công nhất của phim khi đã để lại sự cảm kích, nét đẹp về võ thuật, tiếng cười và cả những bài học lắng đọng đến với toàn bộ khán giả phương Đông. Và để khiến cả châu Á phải cười lăn lê bò chài khi xem phim, ngoài yếu tố về kịch bản còn là ở tài nghệ diễn xuất của các diễn viên chính, là điểm sáng vô cùng lớn cho tuyệt phẩm phòng vé, góp phần tạo nên tiếng vang cho cả đoàn phim. Sau 20 năm, những dàn diễn viên ấy đã thay đổi rất nhiều. Người thì từ bỏ sự nghiệp khi còn quá sớm, người thì tự hủy hoại thanh danh vì scandal tiểu tam, còn người thì phải trải qua cuộc sống đầy cơ cực và khốn khó với nhiều căn bệnh. Và trong series Giờ Ra Sao, chúng ta hãy cùng nhìn lại dàn diễn viên trong tác phẩm hài kinh điển này nha. Và nếu yêu thích nội dung này, các bạn đừng ngần ngại để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình. Còn giờ thì vào nội dung chính thôi. Châu Tinh Trì. Không chỉ là một tài tử điện ảnh xuất chúng, Châu Tinh Trì còn là đạo diễn kiêm biên kịch của bộ phim Tuyệt Đỉnh Cung Phu. Vào vai Tinh, một kẻ lang thang chuyên trộm cướp với chấp niệm người tốt không có ích trong cuộc sống, Tinh xin gia nhập băng đảng xã hội đen Lưỡi Búa nổi tiếng lúc bấy giờ nhưng bị từ chối. Sau đó duyên phận đưa đẩy khiến Tinh gặp một cô gái câm tốt bụng. Cô nàng đã cảm hóa Tinh từ một người ưa sử dụng bạo lực, đã dùng thứ võ công đặc biệt của mình chống lại xã hội đen, đi theo chính nghĩa. Có thể nói rằng Châu Tinh Trì là một trong những tài năng điện ảnh hiếm có của làng giải trí Hoa ngữ và châu Á. Mặc dù sở hữu khối tài sản lên đến ngàn tỷ, nhưng ông hoàng phòng vé vẫn giữ lối sống giản dị, tiêu xài tiết kiệm đến khó tin. Trái với khối tài sản đáng kể, thì Châu Tinh Trì không sử dụng siêu xe, không dùng đồ hiệu, ít khi ăn sang và thường xuyên sử dụng các phương tiện công cộng hay đi xe đạp. Dù đã hơn 61 tuổi, nhưng ông vẫn chủ yếu ăn cơm mẹ nấu và thích những món ăn đạm bạc. Nếu như ngoài ăn hàng còn thừa đồ ăn, ông sẽ không ngại gói mang về. Hồi đầu tháng 5 này, Châu Tinh Trì đã công bố di chúc trên truyền thông Trung Quốc, khiến dân tình xôn xao. Bất ngờ ở chỗ, nữ diễn viên Từ Kiều và Trương Bá Trì lại có tên dù không quan hệ máu mủ hay là hôn ước. Trần Quốc Khôn. Trần Quốc Khôn sinh năm 1975 tại một gia đình bình thường, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, nam diễn viên đã sở hữu ngoại hình rất giống với huyền thoại Lý Tiểu Long. Nhờ vậy, anh luôn được mọi người chú ý và được gọi là Tiểu Long. Cái tên này gắn bó với anh tới tận bây giờ. Trong Tuyệt Đỉnh Cung Phu, anh vào vai nhân vật Trùm Băng Lưỡi Búa, một nhân vật có tính giải trí cao tên là Sâm. Tên trùm này thực sự rất máu mặt và giết người không gây tay. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn được Châu Tinh Trì giao cho một trọng trách quan trọng khác là biên đạo điệu múa của Băng Lưỡi Búa. Mặc dù chỉ xuất hiện trên phim khoảng hơn một phút, nhưng điệu nhảy này rất được yêu thích. Nhiều bạn trẻ đã dựng lại và tạo nên cơn sốt sau này. Năm 2014, Trần Quốc Khôn tổ chức đám cưới cùng với Huỳnh Y Vấn. 3 năm sau đám cưới, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Đây cũng là thời điểm mà Trần Quốc Khôn chính thức rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Được biết rằng nam diễn viên hiện đang theo đuổi công việc kinh doanh cùng với vợ. Hiện tại khi ở tuổi 48, anh dù không còn đóng phim nhưng vẫn luôn được khán giả nhắc đến như một bản sao hoàn hảo của Lý Tiểu Long trên màn ảnh. Cuộc sống gia đình của nam nghệ sĩ Hồng Kông dù kín tiếng nhưng vẫn rất hạnh phúc và viên mãn. Nguyên Hoa. Trong Tuyệt Đỉnh Cung Phu, Nguyên Hoa vào vai Bao Tô Công, ông chủ khu chuồng heo. Trái ngược với hình ảnh một lão già say xỉn, háo hắc và sợ vợ, Bao Tô Công, cao thủ Thái Cực Quyền, đã thoái uẩn, vốn nổi tiếng trên giang hồ dưới cái tên Dương Quá. Với sự diễn xuất xuất sắc trong vai diễn, Bao Tô Công đã mang về cho Nguyên Hoa hai giải thưởng danh giá là Kim Tượng và Kim Tử Tinh vào năm 2005. Đáng tiếc rằng dù giỏi võ và diễn xuất thực lực, Nguyên Hoa không thể bứt phá lên hàng vai chính mà vẫn chỉ quanh quẩn ở những vai phụ ít đất diễn. Từ đó thu nhập của ông cũng rất bấp bênh. Hiện tại, theo chia sẻ từ chính diễn viên sinh năm 1950, thì sức khỏe của Nguyên Hoa đang suy yếu sau nhiều năm lăn xả trong các phim hành động. Tài tử thường xuyên đau khắp người, đặc biệt là ở vai, cổ, đầu gối, cổ tay và cổ chân. Ông cố gắng tập các bài tập giãn cơ trước khi ngủ, tìm đến vật lý trị liệu và châm cứu nhưng không có tác dụng. Cuộc sống của Nguyên Hoa được xem là chật vật nhất trong các cao thủ võ thuật.
Nguyên Thu. Đối với người hâm mộ tuyệt đỉnh Kung Fu, khó có thể quên hình ảnh bà chủ khu chuồng heo Bao Tu Bà. Ghê gớm, đầu đầy lô uốn tóc, miệng ngậm thuốc lá và bước đi nghênh ngang. Với dáng vẻ đó, không ai ngờ là cao thủ Kung Fu Sư Tử Hống đã thoái ẩn, vốn nổi tiếng trên giang hồ dưới tên là Tiểu Long Nữ. Trên thực tế, vai diễn Bao Tu Bà đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Nguyên Thu sau 18 năm gác kiếm. Bà là thành viên nữ duy nhất trong nhóm Thất Tiểu Phúc cùng với Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Khuê, Nguyên Hoa, Nguyên Bưu như các sư huynh sư đệ của mình, khởi nghiệp là diễn viên đóng thế. Nhờ thành công của tuyệt đỉnh Kung Fu, Nguyên Thu giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn Sư Tử Hống tại giải thưởng Bách Hoa và Kim Mã năm 2005. Ở tuổi 74, Nguyên Thu sống cô độc nhưng có niềm an ủi khi hai con khôn lớn đều thành đạt và hiếu thảo. Theo tờ ET Today, con gái bà quản lý ngân hàng trong khi con trai bà làm việc ở sở nội vụ. Lương Tiểu Long. Lương Tiểu Long được mệnh danh là một trong tứ Tiểu Long của làng võ thuật Hồng Kông, Trung Quốc, cùng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long. Nhờ tuyệt đỉnh Kung Fu, danh tiếng và sự nghiệp của Lương Tiểu Long cũng đạt đến tầm cao mới. Những tưởng mối quan hệ giữa ông và Tinh Gia sẽ trở nên khăng khít hơn sau thành công của bộ phim điện ảnh, đoạt doanh thu 100,9 triệu đô vào năm 2004. Nhưng trên thực tế, cả hai đã xảy ra bất hòa với nhau trong quá trình làm phim. Ở tuổi 76, ngoại hình ngôi sao võ thuật đình đám khiến nhiều người hâm mộ không nhận ra với những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Có thể thấy, da vùng bụng của Lương Tiểu Long đã bắt đầu trùng xuống, da khá nhăn nheo, chảy xệ nhưng vẫn lộ rõ cơ bụng, múi nào ra múi đó. Lâm Tử Thông. Lâm Tử Thông là một trong những nam diễn viên nổi tiếng từ vai phụ Bài Cốt trong phim của Châu Tinh Trì. Sở hữu ngoại hình đặc biệt với cân nặng 120kg, anh thường xuyên đảm nhận những vai diễn mập mạp, hiền lành và đáng yêu. Dù luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với vua hài, song Lâm Tử Thông không có ý định lép vế, làm nền cho Châu Tinh Trì suốt đời. Anh chuyển hướng hoạt động tích cực ở thị trường Trung Quốc với vai trò biên kịch, đạo diễn song song với việc diễn xuất. Nhiều năm qua, tên tuổi của Lâm Tử Thông gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như là Siêu Thời Không Cứu Binh do chính Lâm Tử Thông làm đạo diễn, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, Hoạt Phật Tế Công vai Quảng Lượng Hòa Thượng. Hiện nay, sau 22 năm hôn nhân, tổ ấm của Lâm Tử Thông vẫn ngọt ngào như những ngày đầu tiên. Bên cạnh vai trò là một nhà đàm phim, nhà đạo diễn, biên kịch, anh dành thời gian tận hưởng cuộc sống bình yên bên bà xã và hai con nhỏ. Huỳnh Thánh Y. Trong tuyệt đỉnh Kung Fu, người đẹp Trung Quốc Huỳnh Thánh Y đóng vai cô gái câm bán hàng dạo trên đường. Hồi nhỏ cô bị bắt nạt, được Tinh cứu, từ đó luôn nhớ đến Tinh. Thánh Y lưu dấu ấn với hình tượng trong trẻo, ngây thơ trong tác phẩm. Tuyệt đỉnh Kung Fu đã đưa Huỳnh Thánh Y thành sao hàng đầu ở Trung Quốc thập niên 2000. Cô đóng phim trong Bích Huyến Kiếp, Truyền Thuyết Bạch Xà. Ca phim gần đây của cô như là Băng Phong Hiệp, Thời Không Hành Giả, Muốn Được Nghe Anh Nói Yêu Em, Không Gây Được Tiếng Vang Lớn. Người đẹp kết hôn và có con với nhà sản xuất Dương Tử nhưng che giấu mối quan hệ. Tới năm 2015, diễn viên này mới tiết lộ với công chúng. Theo giờ Sina, nhiều nguồn tin nói Huỳnh Thánh Y là kẻ thứ ba xen vào gia đình của Dương Tử với vợ cũ, khiến anh ly hôn. Sự việc khiến cô nhận nhiều chỉ trích, không được khán giả đón nhận như trước. Vào đầu năm nay, nữ diễn viên Huỳnh Thánh Y và chồng là đại gia Dương Tử còn đón nhận những chuyện không vui khác. Cả vợ chồng đối mặt với cáo buộc lừa đảo từ hơn 60 doanh nghiệp trong nước. Các đối tác cho rằng cô không tuân thủ hợp đồng khi tham gia bán hàng trực tuyến. Dù bị báo chí vạch trần, cả hai đều giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ sự đính chính nào. Cho đến tận bây giờ, Tuyệt đỉnh Kung Fu vẫn là bộ phim khiến nhiều người xem phải xem đi xem lại nhiều lần bởi nội dung vô cùng hấp dẫn. Vừa coi phim, cả bầu trời tuổi thơ lại ùa về. Càng xem chúng ta lại nhận ra nhiều điều thú vị, nhiều góc nhìn mới về cuộc sống thông qua nét diễn vô cùng hài hước của các diễn viên. Và trong số những nhân vật quan trọng trong Tuyệt đỉnh Kung Fu thì bạn yêu thích cái tên nào nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những số giờ ra sao tiếp theo rằng.